Các bạn biết tôi ghét điều gì nhất ở trên đời này không? Chính là tình yêu. Không phải do tôi FA hay gato với mấy đứa có bồ đâu nha. Tôi á, cũng đã từng có người yêu rồi chứ bộ. Cô ấy đây nè, xin ha. Và đó cũng là mối tình đầu của tôi. Nó nhẹ nhàng và lãng mạn. Và tưởng chừng như cô ấy sẽ mãi mãi trong vòng tay của tôi. Nhưng mà ai biết được, là tình đầu là tình gian dở. Chích, lý do anh say của B-Ray. Đánh thì nghe. Sau một khoảng thời gian quen nhau, tôi và cô ấy nhận ra là hai đứa không hợp nhau cho lắm. Thực ra là chỉ có mỗi cô ấy thôi à. Và cũng từ đó, tôi ghét tình yêu vãi các bác à. À mà, hình như tôi quên giới thiệu về mình thì phải. Tôi là Bảo, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài vẻ đẹp trai ra thì tôi cũng có rất là nhiều tài. Nhưng mà kể ra ở đây á, sợ hết phim các bạn yêu tôi mất, cho nên để sau ha. Việc đi học của tôi thì nhàn lắm. Vào lớp, nghe thầy giảng bài, không hiểu gì hết, lại ngồi vẽ bậy lên bàn cho đến hết tiết. Đứa nào viết đây trời? Cũng có đứa quẩn y chang mình hả? Chắc chắn không phải hàng này đâu. Thôi kệ, cũng vui mà. Và tôi đã tìm được niềm vui mới ngay trên chính cái bàn mà tôi ngồi. Một cuộc trò chuyện với một cô gái bí ẩn, không biết là ai. Và tôi đã quyết định là bằng mọi giá tôi phải gặp được người con gái bí ẩn này mới được. Nhưng mà tôi luôn thắc mắc một điều là không biết cô ấy là một người như thế nào. Và tại sao tôi chưa bao giờ gặp được cô ấy? Không biết cô ấy có chung lớp với mình không ha? Chắc không phải rồi. Vậy là người con trai bí ẩn đó chính là người mà tôi đã vô tình đụng phải. Chồng quay cũng xinh phết. Và lại còn thân thiện nữa. Và từ lúc gặp cô ấy, tôi cũng không ghét tình yêu nữa. Tôi đã yêu đời hẳn ra. Còn cảm thấy tệ hơn cả mối tình đầu trước đây nữa. Không biết là còn điều gì tệ hơn không nữa đây.
Ừ. Tại hơn nữa đây nè. Mày nói là không thể tin vào tình yêu được mà. Mày ngu lắm Bảo à. Tôi đã hụt hẫng, thất vọng, mất niềm tin và gục ngã. Hả? Ai ghi nữa đây? Vậy là người con gái bí ẩn mà mình tìm kiếm không phải là Phương. Vậy rốt cuộc là ai ta? Ủa? Ai xin vậy? Ủa? Có lẽ nào ta? Các bạn à, tình yêu là có thật và nó ở xung quanh chúng ta. Mỗi người khác nhau sẽ có một tình yêu khác nhau và nó ở những nơi mà bạn không bao giờ ngờ tới. Và nhớ đừng mua kem Merino sô-cô-la cho người yêu ăn nha mấy ba. Tại nó màu nâu gần với màu đen, xui lắm. You loved me, you killed me.